Ok, như này nha anh em nhá, như này nhá. Chúng ta sẽ chơi hộp quà này. Đây này gacha này. Còn lại thì mang bừa ấy thôi. Còn lại chắc là mang bừa ấy thôi nhỉ. Đó, đó, đó. Mang bừa thôi anh em ạ, mang bừa thôi, mang bừa thôi. Không cần phải quá quan trọng đâu. Mang bừa thôi, mang bừa thôi. Rồi, ok, chơi nhá anh em nhá, chơi nhá, chơi nhá. Nào thử xem nào. 5.000 săn. Đây. Gacha đi. Ui lỏ thế. Không được cái cây nào xịn à. Không được một cái cây nào xịn anh em ơi. Không được bất cứ một cây nào xịn luôn này. Ê ơi cái gì đây. Vãi cả nho thật. Không được một cái cây nào xịn thì chịu ơi. Phải được cái cây nào nó xịn xịn tí chứ. Cái này chịu ơi. Ê ơi vãi. Cái gì vậy, cái gì vậy trời. Sao ra cây lỏ dữ vậy trời. Đặt vào đây. Cây lỏ quá. Ui lỏ điên anh em ơi. Cây này làm sao mà mình đỡ được. Cây lỏ thế. Vãi cả nho thật. Cây. Cây vãi cả nho thật. Đây thử đặt đây xem nào. Ai giả ra là con này. Hai con này. Lỏ quá lỏ quá. Vẫn lỏ kinh khủng luôn ấy. Rồi đến đây đi. Cần gacha thêm phát nữa nhở. Ui ôi hàng dưới này chưa có đam. Hàng dưới này còn chưa có đam nữa cơ. Ui bom ạ. Vãi cả trưởng cái gì ấy nhở. Cái gì nhở. Ui vãi cả nho thật. Khó chứ vậy trời. Khó chứ vậy trời. Thử con lúa xem nào. Khó chứ vậy trời. Ô ô ô ô. Không ra được một cái cây gì của nó xịn xỏ tí nhở. Mấy cây lỏ quá anh em ơi. Mấy cây lỏ quá. À đây rồi, được con sao đây rồi. Tôi thì được con sao, tôi cũng được. Được con sao thì cũng được. Ơi nhưng mà vãi trưởng thật, mấy con này ra làm sao mình đỡ đây. Ui ôi ôi. Ui lỏ quá anh em ơi. Gacha lỏ thế. Lỏ quá anh em ạ, lỏ quá lỏ quá lỏ quá lỏ quá lỏ quá. Anh ơi có búa, búa không giải quyết được vấn đề em ạ. Búa không giải quyết được vấn đề đâu. Bởi vì anh gacha ra lỏ quá rồi. Anh gacha ra quá lỏ như này làm sao mà anh chơi được hả em ơi. Không ra được bất cứ một cây xịn nào luôn ý. Gọi là có luôn ý. Lỏ quá. Nào xem nào. Ui trời ơi. Gacha nó toàn ra cây gì đâu không anh em ạ. Vãi. Sao gacha lỏ điên thế nhở. Ôi trời ơi gacha kìa. Ôi trời ơi trời ơi. Nhưng gacha này chết người rồi. Gacha như này là chết chết đòn rồi. Gacha như này là chết đòn rồi. Ồ nguyên tử à. Ừ nguyên tử à, nhưng mà cũng không ăn thua, cũng không ăn thua. Ui thôi 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 thôi. Không cứu rồi anh em ạ, không cứu rồi. Tầm này là không cứu rồi. Không cứu rồi. Không cứu rồi. À, anh em nhìn zombie nó đông này. Ui ui zombie nó đông dã man. Thôi 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 từ từ. Để mình chỉnh chỗ khóa xuống độ khóa 3 cái đã nhá. Xong rồi làm lại nhá. Ai thật. Không ghép xương rồng thì sao, quả ấy thua luôn rồi. Quả này có ghép thì cũng không không ăn được. Quả ấy ghép thì cũng không không ăn được. Quả này ghép thì cũng không thể ăn được đâu. Thế cho nên là thôi. Làm lại luôn. À nhanh em nhá, đây nhá, lại nhá, lại nhá. Lại nhá, lại nhá. Đây xong cây gì đã. Ui rồi ôi. Thề luôn ý. Xong cây nó lỏ điên vậy. Cây nó lỏ điên vậy. Ê ui. Cây này chơi bài gì. Cây này chơi bài gì trời. Chơi bài gì đây. Chơi bài gì đây. Ai trưởng cây với cối. Cây với cối gacha lỏ ai ạ. Đây. Thứ này thì sao nào. Thêm một hộp quà nữa đây nào. Đây. Gacha đi, gacha đi, gacha đi. Tầm này là phải gacha thôi. Không gacha không được rồi. Cái con lúa này nó còn không mấy kịp ạ. Độ có 3 rồi mà còn lẽ không không ăn được á. Cây lỏ quá nhở. Cây lỏ quá, cây lỏ quá. Trời ơi là trời. Cây lỏ điên. Ui dồi ôi. Cây kìa, cây kìa. Ui cây kìa. Ui cây kìa. Gai. Rồi nổ đi. Con này đặt ở đây. Cầu bông nó ra một cái cây gì đó. Thêm thêm xịn xịn vào tí nhở. Xem nào. Cây gì. Ui bom à. Ui trời ơi. Sao lắm mấy thế. Cherry thế. Ô nấm xịt. Nấm xịt nguyên tử này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ 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 xem nào, từ từ xem nào. Phải giết rồi, phải giết rồi. Tầm này là phải giết rồi.
bốn búa đập con này phát, đập con này phát rồi ok, có thêm một phát. Con này xuống dây đi, được một con khá là xịn sò, không biết là có ok không. Đặt ở đây đi, ấy ok rồi, xong rồi đặt ở đây này. City city city, đúng rồi city đúng rồi, city 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 city. Hộp quà đâu, hộp quà đâu, tôi cần hộp quà cái, tôi cần hộp quà cái. Xịt con dưới này, đừng nói là để cho con nấm xịt nguyên tử nó cân hết nhá. Ui ôi từ từ nhá, cứ từ từ nhá, cứ bình tĩnh nhá. Đây xịt con này luôn này, xịt con này luôn này. Ôi thề con nhảy xà này khó chịu ê, con nhảy xà này khó chịu quá anh nho ạ. Ê chịu ơi, biết sao giờ, khó dữ vậy. Gai à, gai thì thôi, gai tạm tạm đứng đây đi, gai lên đây đi. Có một con khá là xịn sò ở đây, ok có một con khá là xịn sò ở đây. Hộp quà ra đây, băng à, con này thì cho ở đây đi. Con này sao lại có con có thêm con này cũng được này, con Grum Shroom này cũng ok này, được cái chứ. Rồi từ từ đấy nha, con này đặt ở đây đi, cho ở đây gacha một phát này. Rồi ok, rồi ok, rồi ok. Ui nguyên tử luôn này, ra được quả pin nguyên tử này là cũng đẹp này, ra được quả pin nguyên tử này là cũng ok rồi, ra được quả pin nguyên tử này là cũng đẹp rồi. Đây thêm một con này nữa, rồi quá đẹp, 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 quá đẹp. Từ con này ở đây đã, con này xuống dưới này dọn dẹp cái bọn kia đã cho mình cái, xong rồi tiếp tục thôi, gacha tiếp thôi anh em ơi, gacha tiếp thôi. Phải ra được cây xịn, phải ra được cây xịn đã, phải ra được cây xịn đã. Úi dồi ôi. Cây xịn đâu, 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 cây xịn đâu. Ở đây. Đó. Ô đây rồi. Con này ở đây đi. Đây rồi. Này ra đây, ra đây. Đứa này ra xuống đi. Đứa con pi này ra chỗ khác đi. Con này đứng ở đây. Ô không trồng lên à? Không đẩy được con kia lên nhỉ? Con này nó. Ui pi băng luôn mà. Ngon. Pi băng thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Pi băng là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Nguyên tử ra đây đi. Xong rồi con này đây đi. Rồi ok. Ôi có sao không nhở, có sao không nhở, có sao không ta, có sao không ta, có sao không ta, có sao không. Ui không có sao rồi, không sao. Con này lên đấy đi, con này lên tiếp đi. Ui lại lửa, vai trưởng lửa kìa, lửa quái nhở, quái nhở. Con này thì hơi căng rồi, con này hơi căng rồi. Cái gì nữa đây, 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 cái gì nữa đây. Lên trên này, lên trên này, lên trên này gấp, lên trên này gấp. Hộp quà tiếp nào, hộp quà tiếp nào. Ê. Bình tĩnh. Các chế bình tĩnh, các chế ơi. Đây rồi. Con ấy của mình đâu? Ô, cái con gì nhỉ? Con con ấy của mình đâu ta? Cái con cà tút của mình đâu? Con cà tút của tôi đâu rồi? Ai trưởng cà tút đâu ấy nhở? Mất con cà tút của nãy rồi. Gì ấy nhở? Bắn tỉa này. Có bắn tỉa này. Ai chả năm. Tôi cần cái ui thêm con này vào đây nữa là ok này. Được này. Thêm một con từ nha, mình xúc hết mấy con này đi. Xúc hết mấy con lôm côm litiziu đi đã nào. Rồi đấy. Ok đấy.
xong rồi đây, tiếp tục đi ra đi. Con gì? Hai sao ở thượng sao cũng được. Thêm một phát, ui, hàng này ghê thế. Một phát gacha nữa nào, trăm cây gì đó. Ui, cây lỏ vãi. Cây lỏ điên luôn ấy. Sao cây nó có thể lỏ điên đến được mức này nhỉ? Xúc xử cây này đi. Cun cây này đi. Con này lên xem nào. À, Groom Shroom à. Groom Shroom mình đặt đây đi. Con này phải cho lên xem nào. Ui giời ơi, sao lại lên con cát túp này? Con cát túp nào không đi thì lên con cát túp này vãi cả trưởng thật. Cần con cát túp nó xịn hơn được không? Khó với nhau thế vậy chào. Cát túp nào không lên thì lên cát túp này. Cày vậy. À, thêm một con bắn tỉa nữa này. Thêm một con bắn tỉa này anh em ơi. Từ từ nha anh em, từ từ. Một phát, ai trả gai tiếp à? Gai tiếp để cho ra đây đi. Đồng thế. Từ, vẫn được, vẫn làm được. Hoa thịt à? Hoa thịt này thì từ xúc cái chỗ này lên trên này. Đấy, xúc này đi. Xúc này đi. Xúc cáo này đi luôn. Đó, ok. Bây giờ cho một hộp quà nữa ở đây này. Nổ bom bớt đi. Ý, khó ôi. Không ra được con để lấy con đấy nhở. À, lấy con này này. Lấy được con này. Vừa nãy có một con cầu vồng đấy đâu rồi. Cái tít rồi. Mất rồi à? Nhanh vậy. Ui giời ôi. Lại gai à? Gai trên này đi. Nào đây. Ui, có thêm một con đôi mèo này cũng được này. Rơi này. Đến cái này đi. Con này xúc xử đi, xúc đi. Con nào không cần là mình sẽ xúc đi luôn. Vãi cả nho nhỉ. Ui, lỏ quá trời. Lỏ quá trời. Từ cây đây nữa nào. Gai lên trên này đi. Thêm một cái cây gì đó nữa đi nào. Không ghét được với cây kia nhỉ. Cho con này lên nguyên tử cái. Rồi. À đây rồi. Cát túp đây rồi. Cát túp xịn đi rồi. Sao xịn đây rồi. Đấy. Nó phải thế. Nó phải thế. Từ. Xúc mấy cái công cố nội đi đã. Rồi. Xong rồi cho hộp vào đây. Đèn à. Đèn này. Cát túp đèn thế. Này. Đây đi. Qua xịn xịn nữa đi nào. Ui, con này được này. Vào luôn, vào sổ luôn. Đến con này thôi. Lại nguyên tử tiếp. Ai trưởng là sao lắm nguyên tử thế. Từ. Ui, con này cũng trâu nha. Con rút này cũng trâu. Xúc này đi. Cho này lên. Lên thành gì nào. Nguyên tử luôn rồi. Từ, lấy con này lên thôn rút cái đã. Không lên được thôn rút nhờ. Không lên thôn rút là hơi căng đấy chứ. Nên là xúc xử con sao đi nó được việc. Đã cần dùng lắm. Tiếp theo như này đi. Dùng trừ 100 săn à. Ok, trừ 100 săn đây. Quá trừ 100 săn luôn cho anh em nhá. Từ nãy giờ anh em không nhắc là mình cũng quên đấy. Quên là mình còn có con trừ 100 săn ở đấy đấy. Nhưng mà con đấy cũng cool down lâu nhỉ. Con trừ 100 săn cool down lâu phết. Rơi sao, đúng rồi, rơi sao. Mà xem là con nào không dùng, xúc đi cái. Con này xúc đi. Cho hộp quà xuống. Con này ra đây. Con này con cần thêm một hộp quà nữa. Một hộp quà cho tôi cái. Tôi cần một hộp quà gấp, đây rồi. Đây rồi, thêm một tấm xịt nguyên tử ở đây rồi. Sử rung. Lên đây đi cưng. Úi giời ơi. Bắn tiếp. Đặt hộp quà ra đây đi.
trừ 100 sam tiếp này. Bắn tiếp thì bắn tiếp đi. Lên một quà đây tiếp đi. À lại ấy tiếp à? Cũng được. Con này cho lên trên này. Gai này, gai, gai lên trên này đi. Gai gì đấy làm ăn được cái gì đâu. Đặt xuống đây. Đặt ra đây đi. Thằng này yếu hơn. Rồi, cứ rơi liên tục, cứ rơi liên tục. Thêm con này nào. Cherry Chomper á? Cherry Chomper đâu? Cherry Chomper. Chưa có, chưa có. Chưa có để mà Cherry Chomper ấy chứ. Mình đang sử dụng hộp quà gacha mà, chứ mình cứ đâu sử dụng cái mấy cây bình thường đâu anh em. Vãi nhỏ, vãi nhỏ, vãi nhỏ. Vãi nhỏ thật con Cherry này. Vãi nhỏ thật, vãi nhỏ thật. Nào 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 nào. Nào 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 nào. Nào 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 như nào nào như nào nào. Như nào nào như nào nào. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Rơi luôn vậy, rơi luôn vậy. Con này nào. Này rơi xuống nào. À đây, quên mất. Thêm một sao tối thượng nữa này. Thêm một sao tối thượng nữa này. Con này. Thêm một sao tối thượng rất là ok rồi này. Hai sao tối thượng là quá ok rồi còn gì nữa đúng không anh em. Quá tuyệt vời rồi. Thêm một núi ở đây. Úi xổ, úi xổ, úi xổ, úi xổ. Cờ mấy rồi, cờ mấy rồi. Ui, chuyển xuống cờ 3 phát chơi nó cũng ok hơn hẳn đấy chứ nhở. Chuyển xuống cờ 3 phát là chơi nó ok hơn bao nhiêu luôn. À đây rồi. Thêm một thôn nước tối thượng nữa. Ngon. Một thôn nước tối thượng nữa anh em ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Ui giời ơi, thề từ nãy giờ. Từ nãy giờ gacha cái mấy cái này nó. Nó toàn ra mấy con gai. À mấy con Chomper kiểu này ạ. Nó không ra mấy con Chomper mình cần nhá. Cay ấy. Xúc xử đi. Gai ném lên trên này. Đấy. Ờ đây, nó chặn thêm bắt nữa nào. Ý giời, lỏ quá, lỏ quá. Quá lỏ luôn, quá lỏ luôn. Lỏ quá lỏ luôn rồi. Xúc đi, xúc đi, xúc đi. Ờ xúc đi, xúc đi. Bao giờ mình phải gacha được ra cái cây mình cần cơ. Vẫn lỏ quá nhở. Vẫn lỏ quá nhở. Vẫn quá lỏ luôn. Ôi trừ 100 săn mình ném ở đây là sai rồi. Ôi mày quá vẫn xếp được à. Tự dưng mình ném hộp quà trừ 100 săn ở đấy á. Ra là cây gì? Ui sao ra cây lỏ thế nhở. Ra mấy cây kiểu vãi nho thật. Ô được thêm một con sao tối thượng nữa. Ok. Tôi thì cũng bù trừ thôi. Không ra thêm cây xịn thì cũng ra được cái. Cái rất là ngon. Ô không còn sao tối thượng nữa nhở. Xúc xứ ghê đi. Giữ cái này lại. Nhớ đâu được có sao tối thượng ở đây. À, à có nhá. Sẽ có sao tối thượng. Sẽ có sao tối thượng thôi. Sẽ có sao tối thượng thôi. Đây. Sao tối thượng đây anh em ơi. Sao tối thượng đây. Kiểu gì chẳng có. Kiểu gì chẳng có. Kiếm con Dragon Chopper khó quá. Kiếm con Dragon Chopper khó quá anh em ạ. Kiếm con Dragon Chopper là cực kỳ khó đấy. Vai nhỏ, vai nhỏ. Vai nhỏ được, vai nhỏ được. Xúc đi này. Ờ đây. Ờ đây. Đây. Xúc đi này, xúc đi này. Xúc cả cây đi luôn, xúc cả cây đi luôn, xúc cả cây đi luôn. Cái này cho lúa đi. Lúa ra cây xịn xịn tí thế nào. Ui, sắp win rồi á. Sắp win rồi á. Này chẳng qua là giảm độ khó xuống thôi anh em ơi. Này chẳng qua là giảm độ khó xuống thì nó mới dễ này thôi. Chứ phải để nguyên độ khó lúc đầu xem. Để nguyên độ khó lúc mà 5 độ khó 5 xem. Là sao mà anh em mình win được. Này chẳng qua là giảm độ khó xuống thôi. Đấy thêm một con Groom Shroom đây nữa. Ui thằng L Groom Shroom nguyên tử. Groom Shroom nguyên tử luôn. Đó. Groom Shroom nguyên tử luôn. Ghê phết nhỉ, ghê phết nhỉ. Con này chuyển cho bên này đi. Đấy. Thế cho nó xanh chín.
con gai cho trên này đi. Đây đi. Tiếp tục ở đây đi. Hộp quà à? Ai chà, đây đây đây, thêm con này ở đây nữa được. Đẹp 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 đẹp. Thêm này đây nữa nào. Ôi win luôn rồi à? Ôi win luôn thật.